Xin kính chào tất cả anh em Nay à, mình quay tại kho à, những con cà rau à, giá rẻ vì tình trạng là nó không được đẹp Đây, mời cái anh Hùng gì ở Hà Nội, quận Hoàng Kiếm nha Con lần trước em quay mà anh vẫn còn chê thì đây anh nhìn những con này thì nó tệ như thế nào và giá rẻ thì ở đây nó có nhiều con giá rẻ thì nó bị tình trạng là móp méo chày xước như thế này đó đây mời tất cả các bạn cùng xem nha Giá rẻ Chỉ trên 10 triệu một tí thôi Và đây là cái con có cái giá là 12 triệu 500 Đó Cờ rau 1 ngàn 6 Có giá 12 triệu Đây là con này Đó Em báo giá trực tiếp cho tất cả anh em cùng xem Vẫn có sò vương niệm Đó, sò vương niệm và máy móc vẫn còn đẹp quay ở trong kho cho nên là nó hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ nét là sắc nét, đẹp, sạch. Đó và đây là bo mạch của nó ha. Con này có giá 12 triệu nên anh em không cần phải thắc mắc về giá. Sò xiết đồ đẹp zin. Máy móc nguyên bản, hàng tại kho. Giá tại kho 12 triệu. Anh em không cần thắc mắc về giá. Điện vào số điện thoại 0907827899 để giao dịch trực tiếp. Địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thế Tổ, phường 1 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là con cờ rau. À, mình mở nắp ra nha. Tình trạng con này hình thức bên ngoài còn đẹp. Đó, không móc méo, nói chung là cũng ok lắm, con này ngàn sáu. Đó, con này có giá 12 triệu. Anh em nào có nhu cầu sở hữu ngay. Đó, quạt cũng còn rất sạch nha. Tình trạng là máy đẹp, quạt sạch. Đó. Và giá của nó là chỉ có 12 triệu thôi. Anh em nào muốn sở hữu giá rẻ, hàng nóng, giá rẻ, hàng ngon. Thì đây là cái con để các bạn nhanh tay nhanh chân bốc máy lên và alo cho Dũng. Đó. Mình báo giá trực tiếp để anh em khỏi cần thắc mắc. Chỗ này nó lại hơi tối. Rồi, đây là con ngàn uh, Lúc quay mình để chế độ tự động sáng mà nó không bật đèn lên Rồi Đây nha Đây là cái uh, Đây là cái thông số à, Điện áp 120V Model là 1 sáu Made in USA Và các cái chứng chỉ chứng nhận tem cờ rồi. Rất là đầy đủ có, có, có cả số điện thoại nữa nè đó anh em nào muốn test thì cứ gọi vào cái số này nha đó số điện thoại đó bảy một bốn chín không 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 bốn đó muốn test uh, trực tiếp bên mỹ thì gọi vào số đấy nha rồi. rồi đây là những cái cổng kết nối của nó rồi anh em nào muốn sở hữu con này Giá chỉ 12 triệu thôi nha. Con này có giá 12 triệu. Con rau này chỉ có giá 12 triệu. Còn anh em nào muốn mua số lượng là mình có số lượng. Đó. Hàng thì tại kho. Cho nên anh em nào muốn mua thì cứ alo cho mình. Đây sáu 460. Đây sáu 460 cũng còn khoảng trên dưới 20 con. Đó và dưới cùng này là hai con ngàn sáu bên này có hai con ngàn sáu thì con này là có giá 12 triệu nha anh em không cần phải thắc mắc về giá đã ưng ý rồi thì bốc máy lên gọi cho mình đây ngàn sáu nha nhiều lắm và cts thì chỉ còn một con xấu nhất là con này nha đó con xấu nhất này có giá là 8 triệu rưỡi cts hai ngàn và con này nó tình trạng là mặt mũi nó hơi xấu và có giá chỉ 8 triệu rưỡi nhanh chân nhanh tay alo cho mình nha đó muốn rẻ thì có rẻ nha anh em đây cts 2000 đó mặt mũi thì nó chày xước như thế này đó rồi và con này là con ngàn sáu vẫn đẹp như thường bên trong tụ xanh nhá chỉ có 12 triệu thôi rồi cảm ơn anh em đã theo dõi